Xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Và mới gần đây thì mình đã nhận được một món quà cực kỳ đáng yêu đến từ nhà Lemonade. Để mình cho mọi người xem đây. Ta-da! Đây chính là cái hộp PR Box mà Lemonade đã gửi tặng cho mình. Thật sự là mình rất là thích Lemonade và cảm ơn Lemonade rất là nhiều vì đã luôn yêu thương và gửi quà cho mình mỗi khi có bộ sưu tập mới. Thì đây chính là một cái bộ sưu tập mang tên Supernatural. Và cái thông điệp của cái bộ sản phẩm lần này mang tên là Khi đẹp là một siêu năng lực. Và đây là chapter 1. Nhìn giống như một cuốn sách chỉ đó mọi người. Nhìn thật sự rất là xinh. Và mở ra bên trong này thì mình có tổng cộng, ây da, bự quá. Thì bên trong này tổng cộng là có 5 thỏi son, cũng như là những cái màu son và tên son ở bên này mà đã được viết rất là cẩn thận ở bên này. Mình thấy cái thiết kế của cái hộp này thật sự rất là đẹp. Đó, thì ở trong này có ghi là to be continued. Cho nên mình nghĩ là đây chỉ là một phần nhỏ những cái bí mật mà Lemonade sẽ bật mí cho mọi người thôi. Thì trong cái bộ sưu tập ngày hôm nay mình sẽ cho mọi người xem thì có tổng cộng là 5 màu son, nên là mình sẽ bắt đầu swatch đủ 5 màu son đó cho mọi người xem ha. Còn bây giờ thì mình không chần chừ gì nữa, cùng bắt đầu vào video luôn nha. Ok, đầu tiên phải vỗ tay thiệt to cho sự cải tiến và đầu tư quá là công phu cho bộ sưu tập mới lần này của nhà Lemonade. Vì hình ảnh và concept quá là đẹp, vừa ngầu vừa bí ẩn. Mình thật sự rất là vui khi được Lemonade ưu ái gửi tặng full bộ 5 màu son cùng với hộp quà được thiết kế như một cuốn sách kỳ bí, chứa đựng những vũ khí bí mật vậy. Mang concept Supernatural, những siêu năng lực giúp các cô nàng tự tin hơn, thì cái packaging lần này vừa hiện đại vừa rất là mạnh mẽ, trưởng thành chứ không có còn cute đáng yêu như các bộ sưu tập trước đó nữa. Nếu như mọi người mua full bộ 5 màu son thì cũng sẽ được đựng trong quyển sách y như mình đó. Một bên của trang sách sẽ là thông tin về mã màu và tên son, cũng như là miêu tả màu son đi kèm. 5 cái tên lần này là 5 siêu năng lực mà cô nàng nào cũng mong muốn có được. Ý tưởng này quá là sáng tạo luôn á. Và đây mới chỉ là chapter 1 thôi, mọi người có thấy dòng chữ to be continued không? Mình nghĩ là Lemonade vẫn còn rất là nhiều bất ngờ cho tụi mình trong tương lai. Mong rằng chapter 2, 3, 4, 5 sau này sẽ là phấn mắt hoặc là màu má dạng kem, chắc chắn sẽ rất là hay ho luôn. Thỏi son lần này được thiết kế thon dài với phần nắp rose gold cùng logo quả chanh quen thuộc. Thân son trong suốt, nhìn rõ được màu son cùng tên hãng in dọc thân. Mã màu thì cũng được nốt ở phần dưới đáy son, và thiết kế này thì mình thấy son sẽ trở nên nhỏ gọn và tiện lợi bỏ vô túi hơn rất là nhiều. Tổng thể son thì vừa hiện đại, đơn giản mà rất là sang trọng. Tông màu chủ đạo cho 5 màu son lần này sẽ là tông cam nâu ấm, vừa tây và vừa quyến rũ. Đặc biệt sẽ cực kỳ hợp cho da châu Á bọn mình, nên là cùng đi vào phần màu sắc của năm này luôn nhé. Không một Mind Control là một màu nâu cam cực kỳ tây nhưng lại không bật da. Sắc nâu pha với cam này sẽ mang đến vẻ đẹp có thể kiểm soát được tâm trí của người đối diện, thu hút ánh nhìn và nổi bật giữa đám đông. Đó là miêu tả của hãng đó. Còn khi swatch lên môi và tay của mình thì mình cũng thấy đúng là như vậy. Em này là một tông nâu cam có hơi ngả nút nhẹ. Đặc biệt đúng như hãng miêu tả thì màu này không hề bật da như mình nghĩ ban đầu mà lại rất là xinh, đặc biệt trên cái nền da tông ấm đó. Đây là màu mình ấn tượng nhất bản màu vì đã vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mà khi đánh lên thì lại khá là xinh và lạ mắt. Tông nâu cam này khá là an toàn và có thể dùng hàng ngày. Và như mọi người thấy thì mình đang make up khá là nhạt, nhưng mà màu son vẫn được tôn lên rất là sáng da và nhìn tây tây rất là hay. Đặc biệt khi đánh lòng môi hay phun môi thì màu son vẫn rất là xinh, tạo được hai cái look khác nhau. Lòng môi thì sẽ nhẹ nhàng hơn, còn phun môi thì đậm đà và cá tính hơn. Và mình thấy kiểu nào cũng xinh hết trơn á. Chất son của Supernatural lần này là một chất son kem lì khá lỏng và mỏng nhẹ, cực kỳ dễ tán và lướt ở trên môi. Khi mới tán son ra thì có hơi lỏng và ẩm ướt nhẹ, nên là môi sẽ hơi bóng vì son chưa có khô hẳn. Thời gian son set lại trung bình vừa đủ để mọi người có thể bặm môi và điều chỉnh làm sao cho màu son nó đều hơn. Mình không gặp trở ngại gì khi đánh kiểu lòng môi cả, chỉ cần bặm nhẹ vài cái là màu đã lan đều ra rất là đẹp rồi.
2002 Forever Young được hãng miêu tả là sắc cam rất trẻ trung, có pha ánh hồng giúp hài hòa và tươi tắn hơn, thích hợp dùng hàng ngày và không cần trang điểm cầu kỳ. Đây đúng là màu son MLBB mà mình nghĩ ai dùng cũng sẽ xinh, vì với tông cam đất đã từng là mưa làm gió một thời mà còn có pha ánh hồng đất trầm nhẹ pha lẫn tông nâu thì sẽ cực kỳ hợp với mọi màu da, mọi tông da mà lại rất xinh và dễ dùng. Dù cho bạn có thuộc tông da ấm hay tông da lạnh thì màu này vẫn rất là xinh nha. Mang chất son kem lì nên sẽ hơi lộ rãnh môi một chút xíu thôi, nhưng mà yên tâm là để cả ngày thì môi vẫn nguyên trạng thái ban đầu như lúc bạn đánh son, không hề gây khô căng môi hay là khó chịu tí nào đâu. Tuy nhiên mọi người vẫn nên chú ý giữ môi thật kỹ và tẩy da chết đều đặn để đánh son lên được xinh hơn nha. Với chất son kem lì này thì mọi người hoàn toàn có thể thoải mái sinh hoạt mà không hề lo son bị dây ra ngang. Chỉ cần chờ son set hẳn lại sau khoảng 10 đến 15 giây thì sau đó son không hề bị dây ra xíu nào luôn. Quá là hợp với những bạn yêu thích chất son lì và giữ màu lâu. Chỉ khi nào ăn đồ dầu mỡ như bún vỡ mì thì mới trôi phần son ở trong lòng môi thôi. Nhưng mà đó là tình trạng chung của hầu hết mọi kiểu son rồi. Vì vậy nên khi tẩy trang thì em này cũng sẽ dễ tẩy hơn với nước tẩy trang có dầu nha. Micellar thông thường vẫn sẽ tẩy được nhưng mà sẽ cần chú qua chiều lại nhiều lần hơn một chút xíu. Không 3 Angel Wings là tông đỏ cam nâu được pha trộn khéo léo giữa đỏ, cam và nâu, sẽ giúp cho mọi cô nàng đều trở nên cá tính hơn, và như Lê Minh Đích đã miêu tả thì màu này sẽ không bị xỉn men răng như các màu đỏ cam thông thường. Swatch tới màu 03 này ra tay thì mình phải thật sự công nhận bảng màu lần này quá là xuất sắc, vì màu sắc quá tây mà lại hợp da châu Á. Nhìn các màu trên tay mà mình cứ tưởng đang swatch son Kylie vậy á, nhưng mà chất lượng và giá thành thì đỉnh cao và hợp lý hơn nhiều. Ok, quay lại thì đây là một màu khá là tươi tắn, trẻ trung năng động và cũng là màu an toàn vì sẽ hợp với mọi hoàn cảnh và mọi người hoàn toàn có thể điều chỉnh độ đậm nhạt để phù hợp với mục đích sử dụng hơn. Màu này hoàn toàn có thể sử dụng ở trên nền da mặt mộc giúp cho gương mặt được tươi tắn, năng động và đáng yêu hơn. Mình thấy màu này xinh thật sự, chỉ cần thêm một xíu má hồng và một màu mắt tông nâu thôi cũng đã đủ làm tổng thể trông xịn sò và hợp trực thu hơn hẳn rồi đúng không? Tuy là chất son kem lì nhưng mà vì son không set lại quá nhanh nên hiệu ứng ẩm miệng sẽ là cảm giác ban đầu giúp cho mọi người thoải mái tán son hơn. Sau khi son set hẳn lại thì môi sẽ lì hẳn và chất son ở trên môi sẽ mịn lì như nhung. Lớp màu phủ lên môi đặc biệt mỏng vừa đủ, không bị quá dày hay là nặng môi mà rất là thoải mái, dễ chịu và hoàn toàn không bị dính khi bạn môi nha. Cảm giác khi đánh em son này ở trên môi thì nó nhẹ tênh và cực kỳ thoải mái luôn, cho nên là mình rất là ưng cái điểm này. Không 4 Super Strong được Lemonade miêu tả là màu cam đỏ đất, màu son đặc biệt nhất bảng màu vì khi thoa một lớp mỏng sẽ cho ra một tông MLBB nâu nâu cam cam cực kỳ xinh, nhưng mà khi chồng nhiều lớp sẽ cho ra một đôi môi cá tính và mạnh mẽ. Cũng vì đây là tông cam đỏ đất nên so với 03 hồi nãy thì ngã hẳn sang đỏ và đất, nên không còn tươi tắn nữa mà sẽ trầm đậm và hút mắt hơn. Với những đứa mê tông đất trầm ấm như mình thì màu này quá là xuất sắc, quá là đẹp luôn rồi. Mặc dù chất son của em này khá mỏng và lỏng nhưng đây chính là điểm cộng vì son rất là mướt, mịn mượt và không hề bị vón cục hay là lợn cợn cái bột màu mà lên màu rất là chuẩn và đậm rõ ngay lần quẹt đầu tiên. Tuy nhiên bốn màu đầu sẽ hơi hướng ngã tông cam một xíu, cho nên nếu chỉ đánh nhạt kiểu lòng môi thì sẽ hơi na ná giống nhau, nhất là màu 3 và màu số 4. Nhưng mà tổng thể thì màu này cũng đẹp, cũng xinh, cũng rất là dễ dùng, cho nên là mọi người cứ thoải mái lựa chọn nha. Nếu như chị ăn bánh uống trà và không quá dầu mỡ thì son có thể trụ được trên môi cả ngày dài tầm từ 6 đến 8 tiếng lận và son không hề có tint màu để lại nha. Sau bộ sưu tập One Naked Date hồi đầu năm thì mình mê bộ này hơn hẳn, từ thiết kế đến bảng màu đến chất son đều rất là ưng. Cuối cùng 05 Hot as Fire là tông đỏ đất duy nhất cho mảng màu lần này, một tông son mà bạn gái mê son nào cũng rất là nên sở hữu. Tông son này luôn dành tặng cho bạn combo tôn da trắng răng và phù hợp với mọi độ tuổi. Chỉ cần điều chỉnh sắc độ đậm nhạt của màu son theo kiểu đánh lòng môi hay là phun môi thôi là với kiểu nào màu son này cũng sẽ xinh hết. Màu đỏ trầm đậm này quá là hút mắt và siêu phù hợp cho mùa thu đông sắp tới luôn. Màu này không quá nâu cũng không quá ấm để làm xỉn men răng mà ngược lại lại làm da sáng hơn và răng cũng trắng hơn nữa. Nói chung là mình ưng màu này dã man. Đây chắc chắn là màu mình thích nhất bảng màu lần này vì lần đầu tiên thử mình đã cực kỳ háo hức. Màu này quá xá đẹp luôn á chị ơi.
Và một điểm mình thích nữa là em son này không có mùi gì cả, nên cực kỳ dễ chịu khi mà đánh. Hôm quay video này mình quay một lúc hai bộ son, và bộ thứ hai mình quay thì có mùi khá là rõ, nên mình bỗng dưng cảm thấy yêu cái sự không mùi của em son này vãi. Giá của em này cũng rất là hạt rẻ nữa, chỉ tầm 250.000 thôi, quá là hời cho màu sắc và chất lượng son luôn rồi á. Nếu như mà mọi người mua full 5 màu luôn thì sẽ nhận được cái thiết kế full hộp như mình với giá là 1.099.000. Mình thật sự mong chờ chapter tiếp theo của bộ sưu tập lần này. Màu mà mình thích nhất chắc có lẽ là 05, nhưng mà thú thật là mình thích hết cả 5 màu của bản sao lần này. Mình không thiên vị đâu, nhưng mà màu đẹp thiệt mà mọi người. Mọi người rất là nên thử ít nhất một màu nha. Ngoài màu 05 ra thì màu tiếp theo mà mình thấy an toàn và xinh và mình nghĩ là ai cũng nên mua thì chính là màu 04 nha. Mình sẽ để link mua son ở bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn mua son nha. Mùa thu tới rồi cho nên là sắm son mới đi mọi người ơi. Vậy là mình đã swatch xong hết 5 màu son mới đến từ nhà Lemonade rồi. Mình mong là mọi người đã thích video lần này của mình ha. Nếu như mọi người thích video lần này thì đừng quên cho mình một like cũng như là ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn nút subscribe ở bên dưới này để mình có nhiều động lực hơn làm video mới cho mọi người xem thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.